À, xin chào bên em Mấn Cơ Nam Sa Bê. Rất hân hạnh lên giới thiệu với anh em một cái tác phẩm hàng lớn sân vườn của anh em. Hàng gọi là hàng to với hàng to sân vườn. Hàng tác phẩm VIP với anh em. Hàng để với anh em mình sưu tập nha. Đó, anh em coi nó đang kéo ra, nói chung là full hoa luôn. Nó cả ngàn cái hoa chỗ này nha quý anh em. Đó, nó cả ngàn cái hoa luôn anh em ha. Đó, em coi này. Đỉnh trên chóp mỗi cái đọt nhánh như thế này nha quý anh em. Điều giờ anh em chưa thấy nó rộ ra đâu. Mọi cái đọt nhánh như vậy là đã đều kéo hoa cho nó hết, anh em lưu ý ha, lưu tâm ha. Tất cả những đọt nhánh, nó có 1.000 đọt nhánh là nó sẽ kéo 1.000 cái hoa, 1.000 chùm hoa trên này. Một chùm hoa như vậy là từ 5 đến 7 quả nha quý anh em. Có lúc những cái chùm mà nó sung á, đây là do là mình tính là chùm đây là gọi là chùm tính vừa thôi, còn nếu mà gọi là sung á là nó sẽ kéo về 10 quả, mười mấy quả một chùm. Đó, đặc biệt những chùm như thế này là nó kéo từ 5 đến 7 quả là nó kéo một chùm như vậy, bởi vì bông nó nhiều quá quý anh em. Anh em coi thân pháp của nó, đây là cái mùa quả trước của nó ra quý nè, ra dòng này dòng trái già như đu đủ nhìn cưng lắm quý nè. Bộ đế của nó này, nó ôm cục đế nè, xưa ta lấy sao về vậy quý nè. Cây này cái thùng chậu rất đẹp nha quý nè, hàng là thật để đáng để anh em mình sưu tập nha. Anh em mình là làm sân vườn, hàng là trang trí hàng sân vườn anh em ha. Đó, bộ bông hoa của nó là anh em mình coi là rất là phê luôn, hay quý anh em. Mình phải bê một cái cây này xuống để anh em thấy khoảng trống để quay nó đó. Và tính từ mặt chậu trở lên á là nó cao gần 1 mét rồi. Cây chậu luôn này nó cao gần 1m2 á. Bây giờ hiện nay bộ tàn của nó là khoảng 1m15 nha quý anh em. Rất là to. Anh em ha, cái hàng này hàng đảo nha quý anh em. Rất là đẹp nha. Hàng đảo, cốc lớn anh em ha. Tính về độ tay cành thì rất là nhuyễn và dày luôn anh em ha. Rất là nhuyễn và dày. Thấy chưa? Rất là đẹp nha. Và hoa nó kéo full luôn. Thì đây là những cây sân vườn là thuộc đại quý anh em mình là giao lưu anh em ha. Quay bên này cho anh em xem. Đây bên em. Hàng form rất là duyên luôn. Đó, anh em mình nhu cầu nhà ý giao lưu những cái tác phẩm này, alo cho mình. Về số điện thoại Zalo 0932411987 cho quý anh em ha. Tác phẩm hàng lớn sân vườn đang kéo là full hoa. Mỗi cành đều có hoa chi chít trong này. Đó. Em ha, kéo hoa nhiều. Đấy. Đấy, thấy chưa? Kéo dịch dày hoa luôn. Trái quẻ nó lúc năm trước, mùa trước con. Rất là đẹp nha quý anh em. Cái này giờ nó là hàng lớn luôn rồi quý anh em. Bự luôn rồi. Rất là to. Dày, bự, rất là lớn. Anh em nhu cầu giao lưu tác phẩm này, alo cho mình ha. Số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em nha.